Xin chào quý bà con, nhân viên của công ty Thế Giới Máy chúng tôi đang đưa hàng máy ép cắm viên Takeo TK250 lên xe để bàn giao cho khách hàng. Hiện tại hàng hóa đã được lên xe, mời bà con cùng chúng tôi đến cơ sở sản xuất của khách hàng. Vâng, khách hàng của chúng tôi đang sử dụng máy ép cắm viên Takeo TK250 để ép ra dạng viên nén từ than hoạt tính. Đây là video trực tiếp ép than ra thành dạng viên nén. Về cơ bản thì ép cắm viên và ép than giống như nhau. Chúng ta chỉ cần trộn độ ẩm vào từ 20 đến 25%, sau đó mà đưa vào trong máy ép. Máy sẽ ép ra thành viên. Đây là viên nén thành phẩm của máy ép cắm viên TK250. Máy ép cắm viên có năng suất ép từ 250 đến 300 kg trên giờ, ép được hỗn hợp tất cả các loại rau, cua, cá và ấp ép từ hạt ngô, hạt đậu, có thể nghiền nguyên từ hạt ra. Máy sử dụng động cơ 7,5 ngựa, motor dây đồng nhập khẩu, bảo hành 12 tháng. Hệ thống motor được kết nối với lại máy qua hệ thống dây cunoa, có nắp chắn bảo vệ, máng bỏ nguyên liệu và làm rất là rộng rãi. Máy có thể điều chỉnh được hạt mức từ 3 ly, 4 ly, 5 ly. Đây là mặt sàng.